Vui tên này là rất quan trọng. Quan trọng. Ngược lại với quan trọng là không quan trọng. Đúng không? Ngược lại cấp bách là không cấp bách. Viết tắt nhé để cho nhanh, được không ạ? Anh chị để ý thấy này. Nếu như tôi để cái thì cái chỗ này tôi để bốn màu. Và tôi sẽ đánh thứ tự là một, bốn. Như vậy chúng ta sẽ có chia toàn bộ cái công việc chúng ta làm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi quý, mỗi tháng, thậm chí cả cuộc đời thì đều nó đều nằm trong bốn cái ô này mà thôi. Được không ạ? Và chúng ta thử quan sát này. Cái ô đầu tiên là ô những cái việc mà không quan trọng nhưng mà cấp bách. Cái ô thứ hai là những việc cấp bách rất là quan trọng. Ô thứ ba là những cái việc không cấp bách mà lại quan trọng. Cái việc số 4 ấy là những cái việc không quan trọng cũng chả cấp bách luôn. Được không ạ? Thì anh chị comment cho tôi là anh chị mỗi ngày ấy anh chị đang thường xuyên làm công việc nào. Nếu mà có thường xuyên làm số 1 thì comment số 1. Thường xuyên làm số 2 thì comment số 2. Thường xuyên làm số 3 thì comment số 3. Còn thường xuyên làm số 4. Anh chị có cần diễn giải kỹ hơn một chút là thầy ơi thế nào là không quan trọng, thế nào là không cấp bách được không? Nếu có thì tôi sẽ diễn giải kỹ hơn. Còn nếu không thì cứ thế mà điền thôi. À có thì tôi sẽ diễn giải một chút nhé. Để tôi ví dụ cho anh chị để anh chị hình dung. Từ cái ô này là một cái bước ngoặt lớn trong cái thay đổi về cái cách tôi làm việc và cuộc đời anh chị cuộc đời của mình anh chị nhé. Anh chị hãy nhìn này. Công việc không quan trọng và cấp bách đó là những cái công việc mà anh chị thấy ôi ngày nào cũng đến nước đến chân mới nhảy mà mình cũng phải liên tục làm. Ví dụ nếu mà anh chị đang là một người quản lý trong doanh nghiệp đi thì nào là anh chị thấy rằng là không quan trọng lắm, ví dụ như anh chị đi đi nhậu nhưng mà cấp bách ở chỗ là một phút nữa mày tới nha, 5 phút nữa mày tới nha. Đi nhậu có quan trọng không anh chị? Đối với nhiều anh chị là đi nhậu làm hợp đồng thì quan trọng nhưng mà đi nhậu để cho sướng cái thân thì nó quan trọng đâu, nhưng mà nó cấp bách vì cái thằng thằng gì thằng đồng nghiệp của mình vẫn là cái bạn của mình nó cứ rủ đi liên tục liên tục. Anh chị vừa đi cái này là ngà say xong rồi mò đến nhà cái là đấy là nó là thằng bạn khác luôn, kia là thấy cấp bách quá phải đi đúng không? Rồi, hoặc cái việc cấp bách khác ví dụ như anh chị thấy rằng là anh chị phải còn 1 tháng nữa, còn một tháng nữa là đến cái kỳ hạn là anh chị phải thay đổi cái ống nước ở trong nhà của mình rồi, vì nếu mà không có thay cái ống nước này thì nó gì nó sẽ vỡ. Anh chị thấy là
nước thì có thể anh chị dùng nước máy được không, nhưng mà anh chị thấy cấp bách là bởi vì là nó rò rỉ mất rồi, nó cũng là một phương án hai thôi, nước này là nước bơm, nước kia là nước máy. Đấy, đấy là một việc. Ví dụ khác, anh chị thấy rằng cái việc không quan trọng, ví dụ như anh chị thấy rằng là mình rất là, ví dụ anh chị lấy ví dụ cho tôi cái tôi sẽ đọc hơn, bây giờ tôi đang nghĩ thì nó hơi lâu anh chị một chút, nhưng anh chị cũng biết thấy ơi công việc này quan trọng hay cấp bách thì tôi sẽ dễ hình dung hơn, đúng không? Bây giờ tôi lấy ví dụ hai này, cấp bách và không quan trọng. Ví dụ cấp bách và rất là quan trọng, tôi lấy ví dụ anh chị đến cái thời hạn này là một ngày nữa là anh chị phải trả lương cho nhân viên. Đáng lẽ công việc này là anh chị phải xử lý từ lúc sáng là lúc một tuần, nhưng mà anh chị cứ chờ cho tới lúc hết hạn rồi anh chị mới làm. Hoặc ví dụ tối mai là cái thời hạn để anh chị nộp cái dự án rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị vẫn đang ngồi để mà đánh tà là, hoặc là đang nhậu, hoặc là đang đi chơi lung tung, thì tối đó là anh chị thức suốt đêm. Việc đó có cấp bách không chị? Tức là bây giờ ngày mai là hết hạn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tối đó thì phải thức suốt đêm vì là ngày mai là hạn chót, nó quan trọng, nó cấp bách không? Cấp bách chứ, mai là hạn chót rồi, quan trọng không? Dự án thì có quan trọng không? Quan trọng chứ, anh chị mất dự án cả trăm triệu làm sao mà không quan trọng được. Đấy là việc quan trọng và cấp bách. Còn tiếp tục, việc quan trọng nhưng mà chẳng cấp bách tí nào cả, tôi lấy ví dụ như anh chị làm một cái dự kiến gì đó cho gia đình là 3 tháng sau là gia đình của mình sẽ đi đâu đó, kế hoạch anh chị lên kế hoạch, lên kế hoạch là 3 năm sau mình có một cái chiếc xe hơi, tức là anh chị ngồi để vạch kế hoạch thôi. Nó quan trọng anh chị, nó quan trọng đấy, nhưng mà có cấp bách không? 3 năm sau mới tới hạn mà có cấp bách đâu, nhưng mà cái công việc lập kế hoạch nó quan trọng không? Quan trọng. Đấy, nhóm 3. Nhóm số 4 là không quan trọng cũng chẳng cấp bách, không quan trọng mà cũng chẳng cấp bách. Ví dụ như là anh chị thấy rằng là mình công việc là không quan trọng, tức là về mặt cái nghĩa là nó chẳng có cái giá trị gì cả, không cấp bách là đó là thời gian của nó là không có gì, không quan trọng, không có bị hối thúc. Như vậy anh chị thấy rằng rõ ràng cái điều thú vị trong cái bảng này là không quan trọng và quan trọng là nó là mặt giá trị của nó, cấp bách và không cấp bách thì nó về mặt thời gian tham. Thời gian tôi viết tắt là thời gian là tham á nha. Như vậy anh chị thấy rằng cái bảng này là cái bảng thú vị ở chỗ là nó sẽ cái một cái hệ thống mix của thời gian và giá trị. Nếu mà chúng ta mix được hai cái này thì tự nhiên chúng ta sẽ kiểm soát được cái sự rối ren ở trong công việc của mỗi người. Không không quan trọng là không cấp bách thì tôi anh chị lấy ví dụ đi, cái này là anh chị làm nhiều lắm, anh chị làm mỗi ngày. Không quan trọng và không cấp bách thì theo anh chị là những cái việc mà anh chị làm mỗi ngày. Đấy, để tôi xem nào. Như vậy anh chị đang có con số rồi này. Em thường xuyên làm việc cấp bách. Em thường xuyên làm việc ở nhóm 4. Nhóm 4 tức là nhóm không quan trọng của chúng chẳng cấp bách luôn. Rồi tôi hỏi tiếp này. Cái việc mà đi tầm soát cái sức khỏe mỗi tháng, mỗi định kỳ, một năm một lần, hai lần, thế thì việc đó quan trọng không? Quan trọng đấy, nhưng mà có cấp bách không? Tầm soát thôi mà có gì quan trọng, có gì cấp bách đâu.
không cấp bách. Nhưng mà nó cần thiết không ạ? Nó cực kỳ cần thiết, nó bảo an cho tính mạng của anh chị mà. Nhưng mà vì nó không cấp bách nên anh chị cứ để lần lừa cứ quên quên quên. Rồi cái anh chị quên nốt. Thấy lúc mà anh chị đi khám thì đôi khi nó lại trễ mất rồi. Đấy, không. Ông chị Mỹ Châu sai rồi. Việc đi khám tổng quát là việc quan trọng đấy. Nhưng mà tại nó không cấp bách thôi. Đấy, anh chị hiểu ý về cái việc là ba bốn cái ô này chưa này? Nếu mà hiểu rồi thì comment hiểu rồi, còn chưa hiểu thì comment chưa hiểu. Tôi sẽ ví dụ là ví dụ số 4 là không quan trọng và không cấp bách luôn. Và mình cứ làm tay rút tay rút chân mỗi ngày. Nào là gửi mail, nào là đọc mail, nào là check Facebook, nào là check TikTok, nào là check Zalo. Nó có giá trị gì cho anh chị đâu. Đúng không? Cũng có cấp bách đâu. Anh chị thấy có ai hối thúc anh chị đâu. Nhưng mà anh chị có thể thấy là anh chị nằm cả tiếng đồng hồ, nằm cả ngày chứ. Chơi Facebook được mà, đúng không nào? Có phải không? À, lá thì cần đã hiểu. Thúy Nga đã hiểu. Vậy là anh chị bắt đầu xếp các công việc vào bốn nhóm được chưa nào? Rồi, nếu mà hiểu rồi thì bây giờ hãy comment cho tôi là mỗi ngày anh chị đang làm công việc nào trong bốn nhóm công việc này. Én kỷ luật là số 3 và số 1. Số 3 là quan trọng và không cấp bách. Số mấy thì comment số thôi, thì tôi đọc lên cho. Miền Hiền Hòa là số 2 và số 3. Số 2 và số 3. Tức là quan trọng không cấp bách. Anh chị nhận diện cho đúng nhé. Cấp bách và quan trọng. Thanh Thủy mỗi ngày là 1-3. Quý Happy là em thường số 3. Quan trọng mà không cấp bách. Chánh Phúc 3-4. Nguyễn Văn Vũ là số 2. Phương Thu là 3-1. Hồng Mai là em thường số 3. Quan trọng mà không cấp bách. Số 2 và số 3. Phạm Lê Phương Linh là 2, 3, 4. Thu Luyến. Bình Minh là em toàn nước đứt chân mới nhảy. Nên em thuộc nhóm 2 và 1. Biết, biết sai mà tấn tình trạng này. Em nhóm 2 và nhóm 3. Nguyễn Phương. Tuệ Hòa là 2-3, én kỷ luật là 2 và 3. Tâm lý anh Trang bây giờ chúng ta sẽ để ý thấy nha. Bảng này cũng phải biết cách đọc cơ. Sẽ bị một nhóm này. Anh chị sẽ thấy tôi đang tô vàng cái phần phần cấp bách lên. Được không ạ? Và anh chị sẽ bắt đầu nhận ra này. Cái công việc ban đầu thì nó đang ở dưới này là không cấp bách. Nhưng khi mà chúng ta không có làm nó đúng thời hạn,
và chúng ta cứ chờ công việc đó đến chân nước đến chân, thì bắt đầu cái thời gian cấp bách nó sẽ rút ngắn lại. Có đúng không? Sự cấp bách nó sẽ cao dần lên và bắt đầu cái sự cảnh báo nó lớn hơn. Và đến lúc là chúng ta thấy rằng là chúng ta bị rối vì chúng ta không còn kịp thời gian để làm nữa. Và chúng ta thường tự trách mình rằng mình là người không kỷ luật, mình là người vô kỷ luật. Hoặc là mình thường trách bản thân rằng mình là người vô dụng, không có làm được cái việc gì cả, toàn là làm trễ hoặc là làm không đạt mà thôi. Và cuối cùng chúng ta kết luận là chúng ta thất bại. Nhưng có một điều là chúng ta thấy rằng cái khoảng thời gian từ cấp bách và không cấp bách này là nó rất là dài. Nhưng chúng ta đã không lưu ý để cho cái việc nó, cái khoảng thời gian của chúng ta để giải quyết vấn đề nó ngắn đi. Nên thành ra chúng ta để cái công việc đó rơi vào cấp bách. Tôi lấy ví dụ nhé. Một cái người mà họ bị bệnh ở bên trong người, thì khi mà chúng ta nói họ tập thể dục thức dậy vào mỗi sáng đi, tập năm thức Tây Tạng đi, họ bảo với công việc đó không sao đâu, tôi còn khỏe chắn, tôi còn trẻ mà. Còn trẻ là không cấp bách đúng không anh chị? Mà cái công việc thức dậy mỗi sáng tập thể dục có quan trọng với người đó không? Quan trọng. Nhưng người đó thấy không cấp bách. Để tới một ngày, anh chị thấy người đó là chân đầu gối bị sưng vù lên. 5 năm sau anh chị thấy chân sưng vù lên, rồi cái nằm ở trong bệnh viện tốn cả 100 triệu. Khi đó họ phải phẫu thuật bị gút. Lúc đó theo anh chị, lúc họ đã phẫu thuật rồi thì có cấp bách không? Có cấp bách không? Nó cái việc đó có quan trọng không? Quan trọng. Tức là chúng ta mà không có chú ý rằng chúng ta đang ở nhóm 3, chúng ta sẽ đẩy công việc đó qua nhóm 2. Rồi một ngày nó đã quan trọng, nó cấp bách rồi thì có phải xử lý ngay lập tức không? Dù tốn kém cỡ nào cũng phải xử lý. Lúc đó bác sĩ bảo anh còn 2 ngày để phẫu thuật cái vịnh gút đó, không phẫu thuật thì chân của anh sẽ có thể sẽ hoại tử chẳng hạn. Thế thì việc đó vừa quan trọng với bản thân, tính mệnh của bản thân và sức khỏe. Mà cấp bách chưa? Rất là cấp bách rồi. Nhưng có một điều rằng chúng ta thường không nhận ra là khi chúng ta đang ở nhóm 3, là nhóm quan trọng và không cấp bách. Này, nhóm 3 là nhóm quan trọng này, nhưng mà không cấp bách thì chúng ta lại chủ quan. Đó là tập thể dục, đó là rèn luyện sức khỏe, đó là lập cái kế hoạch cho công việc, đó là lên kế hoạch cho một dự án, đó là lập kế hoạch để mà bám sát mục tiêu. Hầu hết những công việc đó đang ở nhóm 3 mà chúng ta thấy nó không quan trọng. Rồi chúng ta đi khám gì ạ? Khám sức khỏe tổng quát, sức khỏe tổng quát. Chúng ta làm dự án, ta lập kế hoạch. Hầu hết những công việc này cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, nhưng hầu như nó không quan trọng, nó không cấp bách gì cả. Lập kế hoạch cũng được, chẳng có chết, không chết đâu. Là cái lập kế hoạch dự án cũng được, có lập thì lập, không lập thì cũng chẳng chết. Đi khám tổng quát cũng được, không khám thì cũng chẳng chết bây giờ đâu. Tập thể dục cũng được, không tập cũng chẳng có sao đâu. Nó đâu có cấp bách đâu, nhưng mà ẩn chứa phía sau nó là một cái sự quan trọng đến tột cùng của đời người của cái người đó. Nhưng vì nó không cấp bách nên chúng ta không nhìn thấy cái giá trị của nó. Anh chị có hiểu ý không? Nên chúng ta mới chủ quan. Nhưng hầu hết những công việc mà tôi đang liệt kê đây và hàng nhiều công việc khác, nó đều có cái tầm quan trọng cực lớn đối với người ta, đối với người đó, đối với tổ chức người đó. Nhưng chúng ta không có để ý. Nên tới lúc mà nó đã rơi vào cái tình huống không thể có phương pháp nào khác, nó là rơi vào cấp bách, thì lúc đó anh chị sẽ đưa ra sự lựa chọn chứ không còn cách khác, đúng không? Ví dụ khám tổng quát thì anh chị phòng ngừa được những cái căn bệnh như là ung thư, nhưng mà việc khác
Rồi tập thể dục thì anh chị sẽ dần dần kích hoạt luôn ra và không tốn hàng trăm triệu vào những cái ca phẫu thuật mà gì ạ, mà vô lý đối với anh chị nữa. Nhưng anh chị đã không chú ý điều này, và chúng ta thường không chú ý điều đó. Chúng ta cứ mải miết làm những cái việc vô bổ ở đây thôi anh chị này, lướt Facebook, lướt TikTok, lướt rồi cái gì ạ, rồi thậm chí nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt thì có khi nó cấp bách, có khi lại không cấp bách nhé. Ví dụ anh chị cứ ngồi tá là hàng giờ hàng ngày chìm đắm vào cờ bạc rượu chè, rồi anh chị gì ạ, anh chị lan man ở đâu đó, rồi anh chị nào là làm những cái việc mà anh chị thấy là nó luôn tay luôn chân nhưng mà không có ý nghĩa nhiều trong công việc đó. Đối với một nhà quản lý thì anh chị để ý đây này, một nhà quản lý không làm những việc không quan trọng và không cấp bách là người đó nào là gọi điện cùng tôi, in hợp đồng cùng tôi, xuất cái hợp đồng cùng tôi, rồi ra gọi cái thằng Grab cùng tôi. Nói chung là họ làm những cái việc không quan trọng và không cấp bách hàng ngày hàng giờ ở công ty, vì họ có chuyển giao được những công việc đó cho người khác đâu. Nên nhà quản trị đó là nhà quản trị rối bù rối rối giật rối tung, vì ngày nào cũng công việc đến tay đến chân của họ, nhưng mà họ không biết rằng họ hoàn toàn có thể chuyển giao những công việc đó với những người mà đang có trình độ tương tự để cho họ làm những công việc trở nên quan trọng hơn. Đấy là nhóm nhóm 4 nhé. Tôi vừa phân tích xong nhóm 3, nhóm 2 và nhóm 4. Bây giờ tôi phân tích nhóm 1. Những cái người mà làm những cái việc không quan trọng mà cấp bách là anh chị thấy rằng nếu mà để nó ở mãi ở dưới này không quan trọng nhưng mà cấp bách là anh chị thấy rằng là ngày nào cũng phải làm công việc đó, giờ nào cũng phải làm công việc đó. Vì sao? Vì nó không có ảnh hưởng nhiều tới cục diện của một công ty, của một tổ chức, nhưng chúng ta vẫn phải làm nó hàng ngày. Đấy, anh chị thấy, anh chị cứ rơi vào cái tình huống là bạn bạn A, bạn B, bạn C, bạn khó chịu, bạn nóng sốt, rồi cái anh chị cứ để cho cái việc cấp bách của cái gia đình của mình là đi vào cái tình huống là căng thẳng. Bởi vì là ban đầu thì nó không quan trọng, anh chị thấy nó sốt có 1 độ thôi, sốt 2 độ thôi, sốt 3 độ thôi, nhưng mà cái việc này nó bắt đầu trở nên quan trọng, nó bắt đầu nó dịch chuyển theo đường này. Bắt đầu cái đứa trẻ nó sốt lên 39 độ rồi 40 độ này kia, nó bắt đầu nó quan trọng với sức khỏe của nó rồi, bắt đầu nó trở nên cấp bách rồi, nó lại dịch chuyển theo đường này nữa. Đây là dịch chuyển thứ hai, dịch chuyển từ 1 đến 2. Vậy nó sẽ dịch chuyển cho chúng ta từ nhóm 3 đến nhóm 2, rồi sau đó nó lại dịch chuyển chúng ta từ nhóm 1 đến nhóm 2, đúng không ạ? Rồi để rồi bắt đầu chúng ta bị dồn vào đây. Khi nào mà chúng ta dồn vào cái cột số và cái ô số 2 ấy, thì bắt đầu chúng ta bị rối. Bởi vì việc nào cũng quan trọng cả, có đúng không? Việc nào cũng ta cũng phải xử lý cả. Nếu không xử lý là chúng ta gặp rắc rối ngay. Bao gồm là nào là sức khỏe, nào là dự án đã tới hạn, đúng không nào? Rồi nào là đến cái lúc đó phải chốt hợp đồng với đối tác, với khách hàng. Rồi lúc đó đến một cái khoản nợ khổng lồ phải thanh toán, có phải không? Và ví dụ như những người mà đang đến thời kỳ nợ nần là không có sao cả. Anh chị có để ý thấy rằng nếu tôi phân tích cái tình huống từ sáng, anh chị biết là cô ấy đã đẩy cái gì, cái việc công việc tiền bạc của cô ấy vào cái tình huống cấp bách này này, thì cô ấy có một cái cần khoản tiền để chi trả cho cái công việc của ấy, nên cô ấy rơi vào cấp bách, thì bắt đầu sẽ xử lý hoang mang tột độ, mình không sáng suốt nữa, và lúc đó anh chị sẽ làm một, những người mà thủng góc thì sẽ làm càn, những người mà vẫn còn góc ấy, thì thường gì ạ, thường có thể là họ không biết làm cái gì cả.
Đấy, những người mà yếu đuối thì có thể than thở và bỏ luôn cái công việc đó. Đấy, có nghĩa là buông xuôi đấy. Nhiều người đã buông xuôi nói, trời khoản tiền to đùng thế này thì làm sao mình có để mà lên tới cả 100 triệu thế này, mình làm sao có để mà đưa con của mình về đây. Thôi nó mặc cho cuộc sống của nó thôi. Mình đang có tiền, khoản tiền lớn như thế này, mình làm sao để mà phẫu thuật cái gì ạ? Cái hút bên trong chân của mình đây. Thế là bắt đầu anh chị không có thể thực hiện được ca phẫu thuật đó, anh chị mang cái chân mà hoại tử nó về, kiểu kiểu như vậy. Để chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống, khi mà chúng ta không có chú ý tới cái sự giãn cách của nó là không cấp bách nhé, nhưng mà nó lại cực kỳ quan trọng. Chúng ta mà không làm cái ô số 3 thì chắc chắn nó sẽ dịch chuyển lung tung tới ô số 2, dịch chuyển qua ô số 1. Xin lỗi, ô số 1 sẽ dịch chuyển qua số 2. Ô số 4 thì anh chị thấy là nó dịch chuyển qua ô số 1. Đấy. Vì sao ạ? Vì anh chị cứ ở mãi cái ô này. Và anh chị nhìn thấy là sở dĩ mình bực mình với con cái khi mà nó chơi điện thoại ấy, nó chơi từ sáng đến tối anh chị đều có thể nhìn thấy. Bởi vì đứa trẻ không có việc gì quan trọng để nó làm cả. Có đúng không? Nên anh chị mới trách rằng, thầy ơi, con của em suốt ngày chìm đắm trong game mà trong trong ấy, trong trong cái điện thoại mà nó bị nghiện điện thoại rồi. Anh chị còn nghiện nó, huống hồ là nó là bởi vì tại thời điểm đó đứa trẻ đó hoặc chính anh chị đã không có công việc gì quan trọng để anh chị làm. Nên việc bước ra khỏi cuộc đời của nó là đừng có mắng nó và chửi nó. Anh chị chỉ làm cho tổn thương với đứa trẻ đó thôi. Anh chị chỉ làm một cách rất rất vui và rất là nhẹ nhàng thôi. Anh chị sẽ thiết lập những công việc mang tính không cấp bách mà quan trọng với đứa đó. Một trong những cách đó mà bạn học viên ở trong cái cộng đồng chúng ta đã làm thành công đó, bạn ấy sẽ làm một cái bản kế hoạch đấy, ca hát này cho cái đứa trẻ. À, từ sáng đến tối lúc thức dậy thì con tập thể dục xong thì con sẽ được 2 điểm để chơi điện thoại. Khi nào hết 2 điểm đó, tức là con 2 điểm thì con tương ứng 30 phút. 30 phút hết thì con phải làm việc gì có nghĩa. Đấy, việc tiếp theo là con sẽ làm một cái việc đó là quét nhà, nấu ăn. Nấu ăn con được thêm 2 điểm nữa, con có thêm 30 phút để con được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì khi đó con cầm điện thoại cũng được, con làm cái gì bố mẹ không can thiệp. Cứ cứ quy cái việc giá trị của nó ra cái gì? Ra thời gian mà anh chị tính, anh chị dán dán gì? Dán cái bản kế hoạch đó lên bên tường, và đứa trẻ chỉ biết à, mình chỉ được phép chơi điện thoại từ 10 giờ đến 11 giờ, 11 giờ đến 12 giờ, giờ ăn cơm, 13 giờ giờ ngủ trưa. Anh chị lập kế hoạch cho nó đầy đủ xem. Và anh chị nói mỗi ngày con chỉ được phép xem tối đa theo cái giờ mà đã dặn ở trên đây, được không nào? Không thực hiện thì con cứ gì ạ? Con cứ ngồi ở ngoài cửa rồi con kiếm ăn. Anh chị cứ để như vậy, anh chị đâu có cần đọc nó, được không? Không xong thì con cứ vào nhà con ăn cơm. Anh chị cứ nghiêm túc với toàn bộ cái quy tắc và quy luật của anh chị xem thử nào. Nên anh chị đâu có cần phải dạy con cái của anh chị đâu, mà chính của cuộc đời của chúng ta cũng vận hành như vậy. Cuộc đời của mỗi người nó sẽ vận hành dựa vào cái việc là nếu như chúng ta cứ tập trung vào những việc không cấp bách nhưng mà đầy quan trọng thì chúng ta càng giảm được việc cấp bách và gì ạ? Và quan trọng bấy nhiêu, và chúng ta trở nên là người cực kỳ bình an. Đây, nhóm này là nhóm bình an. Thế vì họ không bao giờ bị hối thúc cả, nhưng họ làm những cái việc thong thả và họ kết thúc công việc từ lúc còn rất sớm, được không ạ? Và từ đó họ thông dong hơn rất là nhiều người, kể cả họ đang vận hành doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, họ đang quản lý gia đình và họ đang quản lý công việc bản thân. Nên từ đó họ thông thả hơn. Và rồi chúng ta sẽ đưa cái nghi thức số 8 vào chính trong cái nhóm cộng đồng của chúng ta. Nghi thức số 8 nói như sau: mỗi ngày anh chị hãy lược ra 4 việc quan trọng, 4 cái công việc quan trọng nhất và hoàn tất 4 cái việc đó. Đây là lời nói khi mà tôi ra nước ngoài, cái ông thầy đó đã nói. Tôi hỏi rằng tại sao lại không 5?
Và tại sao là 4? Ông mà có nhiều người học viên giơ tay hỏi, thầy ơi mỗi ngày của em còn 16 việc, có ngày là 8 việc, có ngày là 12 việc, bây giờ thầy cứ bắt em biết 4 việc thì 8 việc kia em phải làm sao? Ông ấy mới trả lời, bạn mà không lọc ra được 4 việc quan trọng trong hàng núi công việc mà bạn đang làm mỗi ngày đó thì chứng tỏ bạn cứ quay cuồng như một con kiến chứ bạn không phải là con người, được không ạ? Ông ấy trả lời như vậy. Rõ ràng chúng ta cũng quán chiếu mà xem, nếu mà chúng ta mỗi ngày chúng ta liệt kê được cứ 4 việc và làm tốt 4 cái việc đó, còn mấy việc khác nó không quan trọng đâu. Chính chúng ta là cái người mà cứ thấy quan trọng hóa mọi vấn đề thôi, chứ mỗi ngày chúng ta chỉ cần 4 việc quan trọng. Đấy. Và một trong những công việc đó là anh chị thức dậy mỗi sáng để cho luân xa của mình được kích hoạt và tái tạo năng lượng cơ thể. Anh chị coi việc đó cũng là một việc quan trọng. Đừng chủ quan bởi vì nó nằm trong phần sức khỏe của mình anh chị nhé. Được chưa nào? Và việc tiếp theo, ví dụ như anh chị trong ví dụ như đi ký hợp đồng, rồi đi đón con, rồi đi gì ạ? Thì A, đi B, đi C, anh chị sẽ biết chắc chắn rằng trong số đó chỉ có một công việc là quan trọng thôi. Những công việc khác hầu hết anh chị sẽ làm cái việc gì đây? Một, ủy quyền. Thế có một cái chị làm bên cái hệ thống nhà nước của Nghệ An hỏi tôi, thầy ơi công việc của em từ sáng đến tối là 8 giờ, em rất là bận rộn trong khi em vừa làm công việc hành chính vừa phải viết bài cho báo nữa, em rất là bận rộn luôn, em chẳng có thời gian cho bản thân. Tôi bảo công việc viết bài chỉ có thể thuê thuê một bạn nhân viên mà chỉ kiểm chỉ thuê một bạn sinh viên mà chỉ kiểm soát chất lượng của bài viết đấy. Bạn bảo thầy ơi nhưng mà em là cái người mà phải đi nghe cái sự chỉ đạo của cấp trên và cuối cùng em viết thì nó mới đúng. Tôi bảo tại vì chỉ chưa cái bách biết cái cách ủy quyền thôi, chỉ đi nghe lãnh đạo cấp trên là chỉ gạch được 4 cái ý quan trọng của cái bài viết đó rồi chỉ truyền tải cho bạn nhân viên này, bạn bạn sinh viên nói chỉ thuê rồi đấu tranh mãi cuối cùng một tháng sau chị ấy làm theo lời của tôi, chị ấy thuê được người, chị ấy khỏe hơn. Anh chị hiểu ý không ạ? Nên đừng bao giờ quan trọng hóa cái công việc của anh chị chỉ vì anh chị không biết lập kế hoạch bằng cách ủy quyền và thuê mà thôi, còn lại hầu hết chúng ta đều làm được việc này. Anh chị nhớ nhé, cho dù anh chị kể cả anh chị đang là nhà nông đi chăng nữa, người biết ủy quyền và người thuê là người người gì ạ? Người có thu nhập cực khủng. Còn người mà cứ nai lưng đang làm tất cả thì chẳng khác gì gì ạ? Chẳng khác gì là như cái ông thầy nước ngoài mà khi mà tôi ra bên qua nước đó, ông nói chúng ta chỉ khác gì con kiến đâu, chúng ta là con người, chúng ta hoàn toàn có thể làm việc này. Nên cái bài giảng này sẽ thay đổi sự nghiệp và cái cách làm việc của mỗi người đấy. Nên anh chị chỉ cần hỏi xem anh chị là chủ doanh nghiệp đi chăng nữa, anh chị thấy công việc cái việc mà thuê và ủy quyền này càng lớn, anh chị là quản lý đúng không? Đều đúng. Được chưa nào? Anh chị là nhân viên là người làm cho một tổ chức gì cũng đúng, cái này cũng thuê cũng ủy quyền được. Anh chị thuê ai? Thuê những cái người mà đang rảnh việc. Anh chị thấy biết rằng 1 giờ của sinh viên, ví như cháu của tôi nó trả 1 giờ là 20.000, cháu của tôi vẫn làm đầy đam mê bởi vì nó thích. Còn bây giờ các anh chị thấy trong cái lớp mà tôi huấn luyện mỗi 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 ngày về kinh doanh, 1 giờ cốt của họ là phải từ 300.000, có người 500.000 mà họ còn gì ạ? Họ còn từ chối cốt ấy. Họ còn không muốn cốt ấy. Thì có nghĩa là cái giá trị của chúng ta sẽ tăng theo thời gian dựa vào việc chúng ta tối ưu về cái mặt tầm quan trọng của mỗi công việc và giãn cách cái sự cấp bách nó xuống, hay nói đơn giản sự bình an của mỗi người trong công việc sẽ trở lại. Đấy, nên chúng ta học về bình an đúng không? Chúng ta giác ngộ. Nhưng khi lao vào công việc chúng ta không biết điều khiển cái cuộc đời của chúng ta như thế nào. Bí mật nó nằm ở chỗ này. Bí mật nó nằm ở đây. Đấy. Đấy là điều mà tôi muốn chuyển giao cho anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng anh chị sẽ hiểu rằng chủ đề này chính là chúng ta không xử lý việc quan trọng và khi nó không cấp bách thì rồi đến một lúc nó sẽ trở nên cấp bách. Cảm ơn các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay.